đến với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ làm video về game Stormy từ level 61 đến level 70. Chúng ta bắt đầu vào game nhé. Cố điền nào. Bàn 61. Con mèo 12. Con mèo dưới bằng 9 thì 12. Đây là dấu trừ 12 chứ 9 thì còn 3. Sai đúng không? Nó con mèo này ngược thì mình sẽ suy ra là 9 một ngược thì thành 6. 12 trừ đi 6 còn 6. Nó bằng 6 này. Đó. Các bạn nhìn kỹ, đấy là mình để cái màn hình con chó nhé. Chứ mình vẫn nhìn thấy dấu trừ ở dưới. Có ai nhau hết rồi. Tiếp tục nào. Tôi nghĩ bạn sẽ à thôi, nhầm. À, xong màn 62 nào. Hãy giữ phạm vi cân bằng. Đấy. À, kéo được này. Bỏ được con voi ra này. Bỏ con vịt này. Bỏ con gì đây? Con nhím đi. Không bỏ con vẹt. Đó, tân cân bằng luôn. Tiếp theo là sang màn level 63. Giúp thuyền trưởng tìm ra cái màu neo. Cần câu của tôi đâu. À, có dấu hỏi kìa bạn thử. À, dấu hỏi di chuyển rồi. Di chuyển vào tay ông này này. Đó. Đó, dễ đúng không? Qua màn đấy. Tiếp theo sang màn tiếp theo nào. Màn 64 khi trái táo xuất hiện hay nhấp vào nó. Đó. Vẫn không được. Nhấp nữa này. Nhấp này. Nhấp này. Nhấp này. Nhấp này. Hiện 3 lần này. Nhấp. Các bạn nên liên tục vào từ cái này nhé. Xem nó quang nhé. Được không? Hay là nó... ấy mình ấn thử chữ khi táo này. Đó là chữ nó này. Không được. À đấy, bạn đó là chữ nó. Khi trái táo xuất hiện, đó là chữ nó bên trên nhé. Chứ không phải là không cần nó là trái táo. Đó là chữ nó. Qua màn nhé. Sang màn tiếp theo là màn 65 này. Một ngày nọ, thần của bạn sẽ tặng bạn một lá thư tình. Hay em tay vuốt thế nào. À, giữ này. Bạn ngược máy này. Đó. Giữ lá thư của bạn ngược máy lại là nó ra. Quay ngược màn hình ấy. Mấy anh chả biết đâu, bạn nước quanh gần màn hình chả được. Quanh hoặc giữ vào đấy. Nói chung vẫn là quanh gần là qua nhé. Tiếp tục nào. Thằng 66, hãy làm cho thằng mày đi xuống. Đi xuống được đúng không? À, thằng mày kéo được này. Kéo xuống, kéo dưới. Đó, qua màn. Nên xong màn tiếp theo là màn 67. Đến lúc thể hiện APM của bạn đã phá kỷ lục. Cái không tác dụng không? Ấn nhiều lần vào thử bảng đấy. À đấy, bạn ấn tầm chục lần vào cái bảng, vỡ cái bảng đấy là qua màn nhé. Tiếp theo là sang màn 68. Đoán mất khẩu mù, nhấn thang để kết thúc. À, cái này hiểu, nó là cái phần bị nó là phần trong hình ấy, phần ngoài hình ấy. Nhưng chả biết diễn tả nào, nhưng mình sẽ nhập này. Về số 2 đầu tiên này. Xong rồi 2 số 1 này. À không phải. Thôi mình sai sai. Số 2 này. Xong rồi số 0 này. Xong rồi đến số 1 này. Xong rồi số 9 cuối này. 2019 nhá. Đó. Qua màn nhá. Đấy đúng không? Tiếp theo là xong màn 69 nhá. Tìm bong bóng cứng nhất. Ấn nhiều là không vỡ không? Di chuyển hết màn hình. Đấy bạn thấy không? Cái mũi tên trên này nó làm vỡ này. Đấy, quả này không vỡ đúng không? Lấy quả khác này. Vỡ này. Vỡ này. Vỡ này. Thế là còn quả còn lại là không vỡ, quả cứng nhất này. Tiếp theo là xong màn 70. Chú chó này muốn ngủ. Đấy, có mặt trời kéo được. Kéo ra khỏi mình. Không kéo được.
kéo chú chó, không kéo được, kéo được vào mồm chú chó này. À, chú chó ăn này, thế là sao mà đêm à. Đó, video mình kết thúc đấy nhá. Bạn thấy hay thì like, share và đăng ký kênh để ủng hộ mình làm thêm những video tiếp theo. Cảm ơn các bạn.